Đây là lần đầu tiên CDS công bố danh sách 102 món ăn và các loại bánh được chế biến từ bột. Đây mọi người có thể thấy tạo vẻ cần cho mọi người xem. Nếu mà mình đếm đến 102 cái món bánh, các loại bánh luôn, 102 loại. Danh sách đây là cuối cùng là 102 món. À, đưa ra ngoài, đưa ra ngoài chị Đức. Đây là lấy xuống chị Đức rồi. Rồi đâu có đưa ra ngoài đâu. Ngậm đầu nó xuống. Rồi xong, có một cái bông. Bên nào ấy nửa chén. Nghiêm rộng ra nữa chị Long. Lớn lớn tí đi. Đúng rồi. Ê, 10 cái là mới giải quyết được 1 cái tốt rồi nghe tiên. Dạ. 10 cái mới được. Mình đâu có xài đâu. Này hình như phải dạ, đâu biết phải. Đúng rồi, cái đầu nó đâu có đẹp. Kéo da giáp lại con. Rồi ăn quay nha. Nhìn cái miếng bánh da lợn heo quay, như trang miếng heo quay thật luôn. Trời, bên đây là kính thưa các loại bánh luôn nè, các loại bánh làm từ bột. Cái cô cái này bánh cúng hay là bột đó cô? Lát mở ra chụp đẹp hơn. Lát mở ra. Cảm ơn quý chị. Cô đang nặng đó là cái cô đang nắng cái lá mơ đúng không? À, lá mơ. Dạ. Còn ở đây là lá mít cô hết rồi. Đây là có hai loại lá mơ và lá mít. Đó. Đây là lá mít. Lá mơ, lá mít. Nhiều loại bánh lắm. 100 loại nhà bánh luôn, hơn 100 loại. Đặc biệt năm nay có một cái hả? Cái đó là gì vậy? Cái hộp này mới mà. Màu. Có màu hồng cũng bánh đó hả? Khoan nha, còn một nọ, còn một dĩa nữa nha. Khoan nha, còn một dĩa nữa đó. Đúng rồi, còn một dĩa màu hồng với màu trắng đó. Sao hồng hồng? Màu trắng, trắng với màu hồng. Màu trắng với màu hồng đúng rồi. Màu gì đó nữa. Nóng quá à nhỏ ơi, chút xíu đi. Xíu nóng lắm, để tí xíu được đi. Được, được. Ai cô đó là dẫn đến gì theo á. Có cái gì nữa là cao. Dọc cao, dọc cao mà làm heo quay. Dạ. Dạ lợn vậy đó. Heo quay. Đánh da lợn. Vậy đó, phải vậy hết. Dạ. Ờ đó, ủa. Kỳ ta. Đi thật luôn ha. À, kiếm ha nè. Đúng là nghề nha. Bây giờ cần làm bánh luôn đó. Ừ. Ba lên TV ha. Ba lên TV.
thôi chốt luôn. Còn làm tôm quá trời to luôn. Quen quá ra nó đi coi đi coi thơm nứt mũi luôn. Tiếng em này ấm ơi chứ, tiếng này ăn mà ấm từ đó giờ đi coi em nhiều lắm đó. Đây mình đơn vị nào chị? À, công an thành phố. Công an thành phố. Công an thành phố Sa Đéc ha. Đúng rồi. Lát nữa mình ấy lên cái nó bị đỏ không ta? Dán cái này, cái này nè. Bột thực phẩm lấy ép xuống. Coi dùm cái dĩa này. Bột thì đơn giản. Trời ơi, ba mình đâu có tệ đúng không? Trời ơi, dữ không chứ chị? Chị dẹp cái giùm em đi chị. Dẹp giùm em đi. Để thôi đừng. Nó chọc chảy nước miếng kìa.
Ví dụ gọi là mình hay gọi là mình